Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, hôm nay tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội dành cả ngày họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Tại phiên thảo luận, một số đại biểu Quốc hội đề nghị cần rà soát kỹ từng nội dung chính sách và đưa ra ý kiến. Đối với trường hợp trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, cần xác định rõ vai trò quản lý nhà nước. Liên quan tới nội dung chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đa số các đại biểu cho rằng việc mở rộng các chế tài xử lý như chính phủ trình là phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên, cần quy định rõ thời gian chậm đóng bao lâu thì được xem là trốn đóng bảo hiểm xã hội. Đồng thời cần xác định rõ vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước trong trường hợp trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội gia tăng. Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp, công ty trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, cần công bố danh sách để người lao động biết. Còn theo khoản 7 điều 3... Bên cạnh việc bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm và tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội, dự thảo luật cũng cần có quy định rõ hơn vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội nếu để tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội gia tăng. Và liên quan đến việc các tổ chức, công ty, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, đề nghị cũng cần có quy định chế độ công khai rộng rãi về thông tin, tình hình nợ, số nợ, thời gian nợ, chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của các tổ chức, công ty, doanh nghiệp này để người lao động có thể theo dõi cũng như có thêm thông tin trong việc lựa chọn tham gia thị trường lao động. Đề nghị bổ sung quy định cơ quan có thẩm quyền thông báo tên, địa chỉ doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động biết trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu của các trung tâm giới thiệu việc làm, dịch vụ việc làm về tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp để người lao động có đầy đủ thông tin trước khi ra quyết định lựa chọn doanh nghiệp mà mình xin vào việc làm việc. Và quy định này cũng sẽ bảo đảm tính cảnh báo, tính răn đe và thông tin minh bạch để cho người lao động biết. Khi việc thực hiện chế độ tiền lương mới sẽ phát sinh chênh lệch khá lớn đối với lương hưu giữa lương của người nghỉ trước và sau ngày 1 tháng 7 năm 2024. Một số đại biểu cũng đặc biệt quan tâm đến câu chuyện mức đóng bảo hiểm xã hội cũng như cách tính lương hưu như thế nào. Ngoài ra, bên cạnh Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế cũng đang dự kiến sửa đổi và thảo luận để có căn cứ cân bằng đối với hai trụ cột an sinh xã hội, bảo hiểm y tế xã hội. Vì vậy, các đại biểu đề nghị cần xem xét thông qua dự luật này tại kỳ họp tới. Tôi đề nghị xem xét thông qua dự thảo luật này tại kỳ họp thứ 8 để có thêm thời gian đánh giá sự ổn định cũng như đánh giá tác động thực tế của các chính sách cải cách tiền lương đối với chính sách bảo hiểm xã hội cũng như các dự án luật liên quan. Và luật chỉ ban hành khi đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, quyền lợi của người lao động trên cơ sở nguyên tắc đóng hưởng khi một đạo luật tốt sẽ tạo ra sự an tâm cho người dân, người lao động và dẫn đến tăng chỉ số giá tiêu dùng, tăng cường kinh tế an toàn cân đối và tăng trưởng của các quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ. Sau khi được tiếp thu chỉnh sửa, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội gồm 11 chương và 147 điều, tăng 1 chương và tăng 11 điều so với dự thảo luật do chính phủ trình, cùng với 15 điểm mới. Vào sáng ngày hôm nay, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Trung Bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đóng quân tại tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2024. Chỉ sau 3 tháng rèn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Trung Bộ, 1.292 chiến sĩ mới không chỉ phát triển về thể chất, kỹ năng chuyên môn mà còn chuyển biến rõ nét về ý thức, nghị lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, bắt nhịp nhanh với nề nếp sinh hoạt theo điều lệnh Công an Nhân dân, có sự trưởng thành trong nhận thức và hành động, được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tại buổi lễ bế giảng, Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động bày tỏ tin tưởng với những kiến thức, hành trang, kinh nghiệm có được trong khóa huấn luyện, khi trở về công an các địa phương, những chiến sĩ mới sẽ tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện và ra sức thi đua, lập nên nhiều thành tích chiến công xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tỉnh Điện Biên có hơn 30% dân số là người dân tộc Mông. Những năm vừa qua, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch, tổ chức người Mông lưu vong đã kích động tư tưởng ly khai tự trị trong đồng bào các dân tộc. Trong nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay, biên tập viên Nam Hà sẽ làm rõ hơn thủ đoạn và nhận diện âm mưu thành lập nhà nước riêng với những lời hứa hão huyền về vua Mông của các đối tượng này. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, thực hiện mưu đồ thành lập nhà nước riêng, các thế lực thù địch phản động ra sức truyền bá tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai tự trị, tạo cho đồng bào dân tộc Mông niềm tin rằng vua sẽ giáng trần để đưa bà con tới miền cực lạc, không cần phải làm việc mà vẫn có cái ăn, cuộc sống sung sướng. Vào năm 2011, tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã xảy ra sự kiện tụ tập đông người đòi thành lập nhà nước riêng của người Mông, gây ra mất an ninh trật tự trên địa bàn, ảnh hưởng tới đời sống của đồng bào nơi đây. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và công an tỉnh Điện Biên, đến nay người dân đã hiểu được chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đồng thời không còn tin theo những luận điệu xuyên tạc dối trá của các đối tượng chống phá. Tuy nhiên, ở một số bản vùng sâu vùng xa vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp liên quan đến các hoạt động tuyên truyền ly khai tự trị. Sinh ra và lớn lên ở bản Ham Song 1, nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Là một đảng viên, Giàng A Phòng hiểu rằng có một số bà con thiếu hiểu biết, cả tin, dễ bị các đối tượng xấu xúi giục kích động. Từ suy nghĩ đó mà mỗi khi bà con có điều chưa hiểu là anh giải thích cặn kẽ. Thông tin bà con chưa biết là anh đến tận nhà phổ biến. Tôi là theo đạo Tin Lành và sau khi được các ủy đảng giới thiệu để vào đảng thì được tiếp cận hơn và được hiểu rõ hơn. Với vai trò người đảng viên thì bản thân tôi là luôn luôn tuyên truyền đến toàn thể người dân trong bản này, hiểu và nhận thức rõ, không nghe theo các tuyên truyền tà đạo trái pháp luật. Công nghệ và đời sống phát triển thì đối tượng chống phá càng triệt để lợi dụng với nhiều phương thức thủ đoạn nhằm thực hiện mưu đồ kích động thành lập nhà nước riêng. Chúng sử dụng không gian mạng để tác động lôi kéo người Mông ủng hộ, tham gia vào các hoạt động của các tổ chức phản động. Chúng lợi dụng tâm lý về dân tộc, sự thiếu hiểu biết của đồng bào để kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai, tự trị và xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Thậm chí, các tổ chức phản động còn dựa vào các yếu tố về thần quyền giáo lý, niềm tin tôn giáo để tuyên truyền gian dối và tập hợp lực lượng. Bản chất của các cái đối tượng là đội lốt rồi lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền về nhà nước ly khai tự trị. Thế rồi có những cái lợi dụng để ép buộc quần chúng, để tuyên truyền lôi kéo quần chúng để tin theo. Nhận thức rõ được cái âm mưu phương thức thủ đoạn như vậy thì chúng tôi cũng đã tham mưu và trực tiếp tổ chức các cái hoạt động nghiệp vụ nắm về hoạt động của các đối tượng, rồi phân công bố trí lực lượng để tiếp xúc, đấu tranh trực diện, tổ chức họp dân để tuyên truyền phổ biến công khai các cái âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các cái thế lực thù địch, của các cái đối tượng xấu. Tuyên truyền vận động người dân kết hợp với việc xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu cốt cán. Và đến nay, lực lượng chức năng Điện Biên về cơ bản đã kiềm chế hoạt động tuyên truyền, tác động lôi kéo từ ngoài vào, quản lý chặt chẽ để ngăn các đối tượng tái hoạt động trở lại. Lực lượng công an đã đẩy mạnh các biện pháp nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để hoạt động lập nhà nước riêng trên địa bàn. Và đến nay thì đã đấu tranh làm tan rã 3 tổ chức phản động. Về cơ bản thì tình hình an ninh trong vùng dân tộc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên cơ bản giữ vững, ổn định. Thực tiễn đã chứng minh không có ông vua hay đấng cứu thế nào xuất hiện để đưa đồng bào Mông đến nơi gọi là miền đất hứa. Các luận điệu vua Mông, nhà nước Mông hay ngày tận thế chỉ là những lời bịa đặt lừa dối, mà những người tin theo chỉ nhận lại hậu quả là mất nhà, mất của, gia đình ly tán, bỏ nương bỏ rẫy. Để rồi nhờ những biện pháp hỗ trợ của các cấp chính quyền và lực lượng chức năng địa phương mà cuộc sống của đồng bào Mông được dần ổn định, người dân tập trung làm ăn, phát triển kinh tế. Trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng, Nhà nước ta luôn luôn quan tâm và có nhiều chủ trương chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có người Mông. Trên thực tế, nhiều chính sách được triển khai đã mang lại hiệu quả to lớn, bộ mặt nông thôn vùng cao được thay đổi, phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc ở Điện Biên đã và đang từng bước được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Bà con tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo mối quan hệ gắn bó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng thôn bản và giữ vững an ninh nơi cực Tây của Tổ quốc. Gia đình chị Vừ Thị Gùa là một trong những hộ nghèo lâu năm của bản Hồi Cọ. Cũng vì nghèo nên ước mơ về một mái ấm vững chắc đối với chị là quá xa vời. Nhưng cuối năm ngoái, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Ngôi nhà mới có diện tích gần 60 m² giúp gia đình chị Gùa có nơi ăn trốn ở ổn định để tập trung chăn nuôi, sản xuất. Do điều kiện gia đình còn khó khăn, nhà tạm rột nát, được Đảng nhà nước quan tâm mà chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ gia đình tôi làm cái nhà kiên cố. Bà con làm xóm ở bản giúp ngày công để gia đình tôi có cái ngôi nhà khang trang để ở và yên tâm lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Đây cũng chính là kết quả từ chương trình an sinh xã hội do Bộ Công an phát động nhằm hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được lan tỏa mạnh mẽ với đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành 5.000 ngôi nhà và bàn giao cho các gia đình vào cuối năm 2023. An cư để lạc nghiệp, sau khi được hỗ trợ làm nhà từ đề án, đã có hơn 1.000 hộ ở Điện Biên thoát nghèo và hiện đang quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững. Một lòng đoàn kết để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Đến giờ phút này thì nói chung là cũng được xã biên giới thật mà lực lượng là an ninh rất làm tốt, đặc biệt là an ninh thôn rất đảm bảo và giữ vững. Thế và về trước kia là cũng một xã là đặc biệt khó khăn. Thế và đến giờ phút này thì tỷ lệ hộ nghèo của xã từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 tỷ lệ hộ nghèo là trên 23%. Đến giờ phút này là tỷ lệ hộ nghèo của Đảng bộ xã Pồn là còn 14,39%. Công tác phổ cập giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số được quan tâm, chất lượng giáo dục đang dần được nâng lên. Đặc biệt, tỉnh Điện Biên luôn chú trọng công tác xóa mù chữ, nâng tỷ lệ người biết chữ cho đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa, vùng cao biên giới. Đến nay, số người trong độ tuổi 15 đến 60, toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 đạt gần 97%, chuẩn biết chữ mức độ 2 là trên 88%. Lúc mình không biết chữ thì đi đâu cũng không biết cái gì. Đấy, họ bảo cái gì cũng không biết, đi bán cái gì cũng không biết tính. Bây giờ là làng nhà nước, các thầy cô giáo đã mở lớp xóa mù cho chúng tôi học. Bây giờ cũng tạm được rồi, cũng biết được rồi. Thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện có trọng tâm trọng điểm các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thay đổi diện mạo vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc ở nơi đây. Nông nhà 2 thì bây giờ thì cuộc sống của nhân dân thì nói chung là cũng tương đối đầy đủ. Thôn bản thì không có hộ nghèo. So với hồi xưa thì nâng cao nhiều rồi. Và giờ con cháu thì được học hành thuận tiện. Đường xá các thứ là trường lớp các thứ là đầy đủ. Nhân dân trong thôn bản có truyền thống đoàn kết từ cán bộ, đảng viên đến nhân dân. Có cũng có việc gì thôn bản họp bàn thống nhất. Xây được đồng dân thì lúc đấy công việc nó làm cái gì nó suôn sẻ và hoàn thành tốt. Thành quả của công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đẩy lùi các luận điệu xuyên tạc và hoạt động lôi kéo kích động của các tổ chức phản động khỏi những bản làng nơi cực Tây Tổ quốc.